Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo thông tin mới nhất ngày 16 tháng 4, thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức phiên họp chất vấn việc tháo gỡ xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ, vi phạm quy định luật đất đai trên địa bàn tại phiên họp nhiều đại biểu hội đồng nhân dân đã đặt câu hỏi cho chủ tịch ủy ban nhân dân và các đơn vị liên quan về những vấn đề người dân doanh nghiệp quan tâm ông nguyễn phương đông trưởng ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tỉnh cà mau đã đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho biết nguyên nhân cốt lõi chậm tiến độ thực hiện các dự án tình trạng này có gây lãng phí tài nguyên nguồn vốn doanh nghiệp tài sản của nhà nước hay không trả lời chất vấn ông huỳnh quốc việt chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau cho biết có những dự án chậm tiến độ là do chủ đầu tư Tuy nhiên cũng có những vấn đề vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng quy hoạch thì trong đó có trách nhiệm của các sở ngành và địa phương. Theo đó ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đánh giá bên cạnh những kết quả đạt được thì cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng vẫn còn một số tồn tại hạn chế như nhiều dự án triển khai thực hiện chậm tiến độ, một số dự án treo không thực hiện qua nhiều năm làm lãng phí tài nguyên đất gây bức xúc trong nhân dân. Trước đó, đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã khảo sát thực tế tại 15 dự án và làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư, các cơ quan chủ trì theo dõi dự án, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có dự án trên địa bàn. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận một số dự án không thực hiện thủ tục đầu tư, thủ tục đất đai để xảy ra tình trạng dự án treo, dự án đã đưa vào hoạt động nhưng này không hiệu quả để lãng phí đất đai bên cạnh đó một số dự án năng lực thực hiện của một số chủ đầu tư còn hạn chế nhất là hạn chế về năng lực tài chính nhiều dự án gặp khó khăn về vốn nên tạm dừng thực hiện dự án hoặc thực hiện cầm chừng hay hoạt động chưa đúng theo cam kết về quy mô công suất nguyên nhân do việc quản lý đất đai tại một số địa phương thời gian qua còn lỏng lẻo để xảy ra tình trạng lấn chiếm sử dụng đất không đúng mục đích không xử lý rứt điểm khi phát sinh bên cạnh đó công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và sở ngành địa phương giữa các cơ quan đơn vị liên quan chưa thật sự chặt chẽ